Như đã đề cập ở phần đầu thì Nam Bộ đã vào mùa khô, mưa ít đi và lo ngại là xâm nhập mặn cũng sẽ đến sớm hơn ở khu vực này phải không chị Quỳnh Anh? À, dạ vâng, trên thực tế thì thời điểm này xâm nhập mặn cũng đã xảy ra ở khu vực này rồi. Thế nhưng mức độ thì chưa nhiều và cũng chưa ảnh hưởng đến quá trình lấy nước sản xuất của bà con. Thưa quý vị và các bạn, năm nay khả năng mùa mặn sẽ muộn hơn gần một tháng và mức độ cũng không nghiêm trọng bằng năm ngoái. Ở vùng hạ lưu sông Cửu Long dự báo đỉnh mặn sẽ rơi vào khoảng tháng 2, tháng 3 năm sau với danh mặn là khoảng 4 trên lít sẽ vào sâu từ 55 cho tới 70 km tính từ các cửa sông như là cửa tiểu, cửa đại, cửa hàm luông, cổ chiên và sông hậu. Còn trước đó trong tháng 12 này thì mặn vẫn chưa ảnh hưởng đến quá trình lấy nước ở các công trình quỹ thủy lợi. À, và sang tháng 1 thì xâm nhập mặn mới bắt đầu ảnh hưởng đến việc lấy nước vào các kỳ chiều cường bởi danh mặn sẽ vào sâu 45 đến 50 km. Trong khi đó ở sông Vàm Cỏ và sông Cái lớn, mặn sẽ xuất hiện muộn hơn, phải đến tháng 2 năm sau thì danh mặn mới bắt đầu ảnh hưởng đến việc lấy nước. Đỉnh mặn khả năng sẽ rơi vào khoảng tháng 3 và tháng 4 năm 2021 với danh mặn vào sâu trên hệ thống sông Vàm Cỏ là từ 100 đến 110 km và sông Cái lớn sẽ là 60 km tính từ cửa sông. Đó là những nhận định của mùa hạn mặn sắp tới. Còn về thời tiết ở Nam Bộ và cả khu vực Tây Nguyên, trong ngày hôm nay trời tiếp tục nắng nhiều. Giữa trưa, nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ hay là Cà Mau phổ biến ở mức 31-32 độ. Lên tới khu vực Tây Nguyên như là Con Tum, Pleiku hay là Buôn Ma Thuột thì nhiệt độ sẽ thấp hơn 24 đến 26 độ. Trong khi đó ở miền Trung trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có mưa ở khu vực từ Quảng Bình cho tới Phú Yên, mưa nhỏ và chủ yếu kìm giữ cho nhiệt độ ở Đồng Hới hay là Huế ở mức 22 đến 23 độ, lui xuống Đà Nẵng hay là Quy Nhơn, 25 đến 27 độ. Riêng Nha Trang và Phan Thiết trời không mưa, nhiều mây, nhiệt độ nhỉnh hơn 27 đến 29 độ. Ở miền Bắc trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, ban ngày sẽ là tiết trời hanh khô. Dự báo trưa chiều nay nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố sẽ tăng lên 20 đến 24 độ và độ ẩm phổ biến dưới 60%. Chuyển sang thời tiết biển, trong ngày hôm nay ở huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió đông bắc, mạnh cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trái lại, ở huyện đảo Trường Sa, gió không quá mạnh nhưng lưu ý là có mưa rông, làm giảm tầm nhìn và kèm theo đó là lốc xoáy, gió rất mạnh. Cảm ơn quý vị đã cùng tôi cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với bên biên tập viên Quỳnh Hoa. Và cảm ơn biên tập viên Quỳnh Anh. Và như vậy là trong tháng 12 này thì tạm thời nước mặn vẫn chưa ảnh hưởng. Bà con đồng bằng sông Kiều Long nên tranh thủ lấy nước và tích nước từ các công trình thủy lợi.